Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9 giờ ngày 15 tháng 7 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, Thành ủy Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ vào 15 giờ chiều nay, sau khi ông Trung Ngọc Anh bị khởi tố để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Hiện ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã được phân công phụ trách điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân thành phố cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố dự tính chia thành 3 tình huống để ứng phó với dịch sốt xuất huyết, đảm bảo sẵn sàng công tác thu dung, kích hoạt hệ thống điều trị. Tình huống 1, dưới 300 ca nhập viện mới mỗi ngày, dưới 2.000 ca đang điều trị nội trú và dưới 200 ca nặng tại các bệnh viện. Tình huống 2, từ 300 đến 600 ca nhập viện mới mỗi ngày, 2.000 đến 4.000 ca điều trị nội trú và 200 đến 400 ca nặng. Và tình huống 3, từ 600 đến 900 ca nhập viện mỗi ngày, 4.000 đến 6.000 ca điều trị nội trú và 400 đến 600 ca nặng. Sở Y tế cho biết theo báo cáo của một số bệnh viện tuyến cuối, ước tính trung bình một ca sốt xuất huyết nặng sẽ sử dụng 6 lít dịch truyền và 2 đơn vị máu chế phẩm máu. Do đó, dựa vào tình huống cụ thể, cần phải dự trữ dịch máu, dịch truyền và máu và các chế phẩm máu, đảm bảo sử dụng trong một tháng. Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận, điều trị người bệnh sốt xuất huyết theo phân tuyến, củng cố đường dây điện thoại nóng tại các bệnh viện tuyến cuối, đảm bảo đầy đủ các phương tiện, trang bị thiết bị và dịch truyền máu. Theo số liệu từ nhiều bệnh viện cho thấy, số lượng bệnh nhân mắc cúm A gia tăng tuần qua, trong đó nhiều bệnh nhân tình trạng nặng, tổn thương phổi phải nhập viện. Các chuyên gia cho rằng, việc xuất hiện nhiều ca mắc cúm A tại khu vực phía Bắc vào thời điểm này có dấu hiệu bất thường vì cúm A thường xảy ra vào mùa đông xuân. Đây là bệnh rất dễ lây lan, ai cũng có thể mắc, đặc biệt là tại những nơi tập trung đông người như trường học, khu vui chơi. Biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất là tiêm vaccine phòng cúm hàng năm và đeo khẩu trang khi ra ngoài để hạn chế lây nhiễm. Hội đồng Nhân dân Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết hỗ trợ 100% học phí trong năm học 2022-2023 cho tất cả học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông, cả công lập và ngoài công lập trong năm học 2022-2023 cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và ngoài công lập. Các đối tượng được giảm học phí theo các chính sách của Trung ương và thành phố được cấp bù phần hỗ trợ cho bằng 100% mức thu học phí công lập năm học 2022-2023. Hội đồng Nhân dân Đà Nẵng cũng thông qua nghị quyết hỗ trợ hơn 4.685 tỷ đồng mua sách giáo khoa cho 8.438 học sinh con hộ nghèo, học sinh mồ côi do Covid-19 và 4.400 học sinh con hộ cận nghèo đang học tại các trường phổ thông công lập và ngoài công lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên trong năm học 2022-2023. Từ ngày hôm nay, xe buýt tại Hà Nội sẽ hoạt động 100% công suất sau 4 tháng vận hành tạm thời do dịch Covid-19. Khi hoạt động trở lại bình thường 100% công suất, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo đúng phương án vận hành đối với tuyến buýt Trợ Giá đã được chấp thuận. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu kiểm tra, xử lý theo quy định đối với đơn vị không đủ về phương tiện và người lái trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo các nỗ lực của nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 nhằm áp giá trần dầu mỏ của Nga có thể trở thành nguyên nhân khiến nguồn năng nhiên liệu và năng lượng này tiếp tục tăng giá. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, bà Zakharova nhấn mạnh việc ép giá dầu mỏ sẽ đi ngược lại quy luật thị trường và mang lại nhiều rủi ro. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin cũng cảnh báo động thái tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine có nguy cơ đẩy giá năng lượng lên mức cao ngất ngưỡng, gây bất lợi cho người tiêu dùng trên toàn thế giới. Bất chấp các lệnh trừng phạt mạnh chưa từng có từ phương Tây liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, Moscow vẫn có nguồn thu lớn từ hoạt động xuất khẩu dầu và khí đốt, ngay cả khi lượng xuất khẩu bị giảm. Theo số liệu của Tổ chức Năng lượng Thế giới, IEA, doanh thu đến từ dầu khí của Nga đã gia tăng trong tháng 5, dù lượng sản lượng xuất khẩu sụt giảm. Giá dầu mỏ của Nga hiện được bán với mức chiết khấu lớn trên toàn cầu. Hiện dầu Uran của Nga được bán ở mức giá khoảng 75 đô la Mỹ một thùng, thấp hơn so với dầu Brent giao ngay, được bán với giá gần 100 đô la Mỹ một thùng. Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc sẽ ký vào một thỏa thuận vào tuần tới nhằm nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine ở Biển Đen.
Sự đồng thuận này được đưa ra sau cuộc họp 4 bên tại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm bớt nguy cơ khủng hoảng lương thực trên nhiều nước trên thế giới. Trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang tiếp diễn, thì việc các bên có thể thống nhất nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc được coi là điểm sáng trong bức tranh u ám. Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, thỏa thuận bao gồm việc kiểm soát chung để kiểm tra các chuyến hàng tại các bến cảng và Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo an toàn cho các tuyến đường xuất khẩu trên Biển Đen. Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ thành lập một trung tâm điều phối với Ukraine, Nga và Liên Hợp Quốc để xuất khẩu ngũ cốc. Việc các bên đạt thỏa thuận khôi phục tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen được coi là bước tiến quan trọng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh lương thực hiện nay. Theo Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO, Ukraine hiện vẫn còn 18 triệu tấn ngũ cốc và hạt có dầu của mùa vụ năm 2021 tồn đọng ở các kho chứa tại các cảng biển. Quốc gia này dự kiến sẽ thu được 60 triệu tấn nữa vào mùa vụ năm nay. Nếu không xuất khẩu được số ngũ cốc tồn đọng, Ukraine có nguy cơ bị thiếu kho chứa để bảo quản ngũ cốc. Tổng thống Joe Biden tuyên bố ông ủng hộ mạnh mẽ Hiệp định Abraham và tiếp tục thực hiện các cam kết từ thời cựu Tổng thống Donald Trump như cách thức để thúc đẩy Israel hội nhập sâu rộng ở Trung Đông. Ông Biden cũng cho biết sẽ bay thẳng từ Israel tới Ả Rập Xê Út và đây được coi là tín hiệu mạnh mẽ về tiến triển trong quan hệ giữa vương quốc này và Israel. Các hiệp định và thỏa thuận bình thường hóa giữa Israel, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và Bahrain là thành tựu đáng chú ý của chính quyền ông Donald Trump mà chính quyền Biden đang tiếp tục thúc đẩy. Các quan chức dưới thời ông Biden từng được cho là đã cố gắng loại bỏ thuật ngữ Hiệp định Abraham, song đã nhanh chóng thay đổi và tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở sa mạc Negev của Israel vào tháng 3 năm 2022 để kỷ niệm các hiệp định với các bên ký kết. Nhiệt độ cao, gió mạnh và hạn hán đã thổi bùng các đám cháy rừng trên khắp châu Âu. Theo kiến nghị của chính quyền Lorraine, miền Nam nước Pháp, để đề phòng điều kiện thời tiết, việc bắn pháo hoa dự kiến vào ngày 14 tháng 7 chào mừng Quốc khánh Pháp được hoãn lại sang một ngày sau đó. Nhiệt độ rất cao, hạn hán và gió mạnh đã làm tăng nguy cơ hỏa hoạn trong khu vực này. Ở Tây Ban Nha, sau Castile và León, Extremadura cũng có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Khu vực miền Trung và Agra, Bồ Đào Nha cũng bị ảnh hưởng. Các khu vực nguy cơ ước tính khoảng 20.000 hecta. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, huyện Datça thuộc tỉnh Mula và cũng bị các đám cháy tấn công. Năm ngoái, lửa đã thiêu rụi 140.000 hecta trong khu vực. Ngay cả ở Anh, tại vùng North Yorkshire cũng bị huy động cứu hỏa để dập tắt một đám cháy lớn. Các quốc gia châu Âu hiện đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất, không kỳ vọng tình hình sẽ được cải thiện trong ngắn hạn. Và nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng hầu hết ở các khu vực và tạo ra kỷ lục lịch sử. Ước tính đối với sự ấm lên của khí hậu, lượng mưa hàng năm sẽ giảm từ 20 đến 30% ở Địa Trung Hải châu Âu vào năm 2100. Tần suất các đợt hạn hán lớn sẽ tăng lên. Đến đây bản tin 9 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.